Dell XPS ấy, thì nó hơn cái dòng Inspiron ở thiết kế thôi, chứ còn về hiệu năng ấy, thì vẫn chưa biết là ai là ai. Và cá nhân mình nếu như có khoảng tầm 15-20 triệu đồng ấy, thì mình vẫn ưu tiên chọn cái dòng Inspiron hơn. Bởi vì ở trong những cái dòng Inspiron hoặc là Virtual ấy, nó có con chip Intel Core i5 hoặc là Core i7, cái dòng P hoặc là dòng H, thì hiệu năng nó sẽ được bung tỏa hơn so với con chip U hoặc là con chip G ở trên cái phiên bản XPS, phiên bản 13 inch hoặc là 14 inch. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết một chiếc máy nó khá là giống với XPS ở cái khoảng giá từ 15 đến 20 triệu đồng, nhưng nó lại đời mới hơn. Bởi vì là anh em bỏ ra 15 đến 20 triệu đồng chỉ mua được những con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 11 hoặc thứ 10 mà thôi. Còn ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có một con chip Intel Core i7 1360P. Và đó chính là chiếc Dell Inspiron 5430 hiện tại đang trên bàn mình đây, phiên bản 2023. Hãy cùng mình review chiếc máy này ở trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel Thịnh Vượng. Mình là ML đây. Cái phiên bản Inspiron 5420, cái phiên bản tiền nhiệm của chiếc máy này thì nó đã rất là hot. 5420 này, 5425 này. Và cái phiên bản 5425 ấy, thì nó đã hết hàng cách đây khoảng một năm gì đó rồi. Mọi người săn đón rất nhiều, nhưng mà khổ quá, không có hàng để mà bán nữa. Thì có một cái phiên bản mà anh em vẫn có thể mua được, nó giống gần như là y hệt 19110 với Inspiron 5425, đó chính là 5420. Shop mình thì vẫn còn, anh em có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả để tham khảo nhé. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với chiếc Inspiron 5430. Đầu tiên thì chắc là phải nói qua thiết kế của chiếc máy này đã. Nó giống y hệt với cái phiên bản tiền nhiệm, đó chính là 5420, 5425. Có cái sự khác biệt một chút, đó chính là cái logo Dell này nó sẽ được in, chứ không phải là mạ chrome giống như là trước nữa. Thì thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ hai nữa là đỡ được cái tình trạng bong chóc logo xảy ra khi mà các bạn có sử dụng lâu ngày. Đó là hai cái ưu điểm và nhược điểm ở trên cái kiểu thiết kế logo như thế này. Tuy nhiên thì nhìn nó vẫn rất là sắc nét. Và chúng ta sẽ có một chiếc máy full vỏ nhôm nguyên khối. Đây là máy mới 100% anh em nhé. Full vỏ nhôm nguyên khối. Và nó cực kỳ cứng cáp, nó cứng hơn khá nhiều so với Inspiron 3520 hay là 3530 hoặc là 5000 series. Tuy nhiên thì khi mà mình ấn vào những cái vùng như là mặt A này, cái hiện tượng flex nó vẫn xảy ra nhẹ thôi anh em nhé. Nó không đáng kể và nó vẫn hoàn toàn có thể bảo vệ chiếc máy của chúng ta một cách cứng cáp. Và cái linh kiện bên trong vẫn sẽ không bị hỏng hóc nếu như anh em có lỡ đè một cái vật nào khoảng vài cân lên đây. Nhưng mà anh em tránh cái tình trạng đó xảy ra, như bởi vì là ở trên những chiếc laptop ấy, cái màn hình của nó rất dễ là bị hằn xuống phím hoặc là thậm chí là ố vàng nếu như anh em để vật nặng lên. Chắc là chả ai đè đồ nặng lên laptop đâu, đúng không nào? Mình thì dùng như phá nên lâu lâu mình vẫn đè lên đấy. Ok, về thiết kế tổng thể thì nó hoàn thiện khá là tốt, nhưng mà ở những cái cạnh viền ở dưới này này, về cái nắp đít này, nó sẽ hơi sắc sảo một tí. Vậy nên là nếu như anh em có sử dụng, anh em có cầm vuốt như thế này thì nó cũng mang lại cảm giác nó hơi cấn cấn, chứ nó không mượt mà được giống như XPS. XPS thì nó cắt vát rất là tỉ mỉ. Mặc dù nó sắc sảo như vậy nhưng mà cái cảm giác cầm nắm nó vẫn cực kỳ tốt, bởi vì nó mỏng hơn này. Thứ hai nữa là mình không phải dùng quá nhiều lực khi mà mình cầm, vậy nên là cái cảm giác cấn nó cũng sẽ ít xảy ra hơn cái dòng Inspiron này. Cái nước sơn của chiếc máy này thì nó sẽ là màu bạc anh nhá, màu silver. Thì cái màu này thì mình nghĩ rằng là sẽ trung tính và gần như ai cũng có thể sử dụng được, kể cả các cô chú có tuổi hoặc là các bạn sinh viên, các bạn trẻ trẻ như mình ấy. Thì cá nhân mình cũng cực kỳ thích cái màu này hơn là những cái màu khác như là màu đen hay là màu xám đen kiểu như vậy. Còn ngoài ra nếu như các bạn thích cái màu IC Blue thì các bạn có thể tham khảo mẫu Inspiron 7440 năm 2024, thì mẫu đấy sẽ có màu IC Blue. Còn bây giờ thì quay trở lại với chiếc máy này đã. Cái nước sơn này thì khi mà mình sờ vào mà tay của mình ra khá nhiều mồ hôi. Đó, các bạn có thể thấy này. Cái hiện tượng bám vân ấy gần như là nó không xảy ra luôn nhé. Nó vẫn sẽ có nhưng mà các bạn lau một phát là sạch luôn, bởi vì cái nước sơn này nó rất là mịn màng. Và cái chất sơn như vậy thì sẽ đảm bảo chiếc máy của chúng ta sau thời gian sử dụng lâu dài nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bay màu. Thực tế mình cũng đã sử dụng những chiếc Inspiron 5310 này, 5300. Thì đến thời điểm hiện tại năm 2024, cái tình trạng bay màu nó cũng chỉ một ít thôi. Chắc chắn là nó sẽ bay màu bởi vì sơn mà, chứ không phải là chất liệu nguyên khối đâu. Ví dụ như là nhôm cắt CNC nguyên ở cái phiên bản XPS ấy, thì nó sẽ ít bị bay màu hơn. Nhưng mà ở cái mặt A hay là mặt C các thứ thì cái tình trạng bay màu nó vẫn sẽ xảy ra. Ok, bây giờ thì thiết kế ở bên trong của máy nhé. Đó,
chúng ta sẽ thấy một cái tổng thể thiết kế nó giống y hệt với cái phiên bản Xperia 5420. Nhưng khác biệt một cái đó chính là cái giải loa sẽ được đặt ở đây. Về âm thanh của chiếc máy này thì nó sẽ nghe nó hay hơn một chút. Ví dụ như là cái phiên bản 5420 mình đánh giá là 7 thì chiếc loa này sẽ là 8 trên 10 điểm. Nó ở mức cơ bản thôi, không phải là chống điếc nhưng mà cũng không phải là quá xuất sắc. Nó hoàn toàn có thể nghe nhạc được và xem phim ở mức ổn. Thế còn lợi thế tiếp theo của chiếc máy này đó chính là về cái bản lề. Cái bản lề của dòng Xperia từ trước đến giờ thì nó vẫn luôn là cái dạng bản lề nó khá là cứng cáp và là dạng bản lề ergolith, nâng máy lên một cái góc khoảng 3 độ như thế này thì đó, các bạn có thể bỏ vừa cái ngón tay của mình luôn. Khi mà các bạn đặt trên những cái mặt bàn ấy thì cái hiện tượng bít khí nó sẽ không xảy ra và chiếc máy của chúng ta sẽ được mát mẻ hơn bởi vì hút được nhiều gió hơn, tản nhiệt tốt hơn. Cái ốc xả gió được đặt ở phía dưới màn hình này. Vậy nên là khi máy quá nóng ấy, nó sẽ phả lên màn hình. Nhưng các bạn nên mở cái góc mắt khoảng 160 độ như thế này thì cái tình trạng phả trực tiếp vào màn hình nó sẽ ít xảy ra hơn. Nhiều bạn thì vẫn cứ lo rằng là cái tình trạng nóng màn hình hay là tình trạng ố màn hình xảy ra khi mà để máy nó quá nóng và cái lỗ xả nhiệt này nó hướng trực tiếp vào màn hình. Nhưng mà với cá nhân mình khi mà trải nghiệm rất nhiều những chiếc máy rồi thì cái tình trạng đấy nó vẫn chưa xảy ra với mình. Mặc dù mình cũng hơi lo ngại nhưng mình nghĩ rằng là tại sao nhà sản xuất họ lại giữ cái kiểu thiết kế này từ 4-5 năm trước trở về đây rồi thì nó cũng chắc cũng có lý do cả, bởi vì là cũng không có quá nhiều người dùng phải sửa máy bởi vì cái tình trạng đó. Mình nghĩ là như vậy nó vẫn có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu làm việc của các bạn mà không ảnh hưởng nhiều đến màn hình. Tiếp theo là về cổng kết nối thì chắc chắn rồi. Ở trên Xperia cái lợi thế của nó là cổng kết nối. Anh em có thể thấy luôn ở cạnh phải đây, chúng ta sẽ có một cổng jack tai nghe kim mạch của 3.5mm này, một cổng USB-A này, một khe thẻ SD. Cái này thì cực kỳ tiện, mình đã nói rất nhiều ở những video khác rồi. Nếu như anh em làm multimedia ấy, hoặc là những anh em nào mà sử dụng cái cổng này để truy xuất dữ liệu nhiều thì thực sự đây nó cực kỳ là tiện lợi, anh em không phải mua thêm một cái cổng chuyển đổi ngoài nào cả. Anh em cắm cái thẻ SD to của máy ảnh vào đây thì sẽ truy xuất được dữ liệu luôn. Và phía bên cạnh trái này, chúng ta có một cái chân sạc kim nhỏ, chân tròn nhé. Một cổng USB Type-C, một HDMI và một USB-A nữa. Hơi tiếc một chút là ở trên cái phiên bản 5430 này nó chỉ có hai cổng USB-A thôi. Nhưng mà đối với nhu cầu tác vụ làm việc văn phòng và những cái tác vụ đồ họa 2D cơ bản thì mình nghĩ rằng như thế là đủ rồi. Còn nếu như anh em có chơi game vài tựa game eSports thì cắm một cái chuột với lại một cái bàn phím thế là đủ rồi. Tính ra cũng không thiếu nhỉ. Còn anh em mà sử dụng nhiều hơn ấy, để cắm nhiều thiết bị ngoại vi hơn thì mình nghĩ rằng là nên sử dụng một cái hub chuyển đổi thì sẽ được cái hiệu năng sử dụng tốt nhất, hoặc là anh em mua một cái mẫu máy khác chứ không phải mẫu 5430 này chỉ có hai cổng USB-A thôi anh em nhé. Với nhu cầu văn phòng như thế là đã đủ và cổng kết nối như vậy là đã đủ HDMI để anh em cắm ra máy chiếu màn hình ngoài, đặc biệt là những anh em sinh viên này, những anh chị làm công việc văn phòng này, kế toán này, hoặc là những anh chị nào thường xuyên phải thuyết trình ở máy chiếu ấy thì cổng HDMI nó cực kỳ tiện lợi. Và ở trên những cái phiên bản XPS 13 thì nó đã không có cái cổng đấy nữa rồi. Cái khung bàn phím của dòng Xperia từ 5410 đến bây giờ thì mình vẫn chưa thực sự quá ưng ý, bởi vì là khi mà ấn vào cái chỗ này này nó vẫn sẽ hơi flex nhẹ và hơi cong cong một xíu, nhưng mà nó không đáng kể đâu, nhưng mà khiến mình cảm thấy khó chịu thôi. Đó, ấn nó hơi cong nhẹ một chút, nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm gõ, nhưng mà nhìn ấy, khi mà anh em sử dụng với những cái thao tác nó quá mạnh, ví dụ như anh em đang bị ganh chẳng hạn, hoặc là anh em đang chơi game ở đâu đó, chắc cái tình trạng đấy cũng ít xảy ra. Nó hoàn toàn chấp nhận được với cái khung bàn phím ở mức khá thôi, nó không quá cứng cáp nhưng mà nó không ọp ẹp giống như những cái dòng máy vỏ nhựa. Và dĩ nhiên rồi, bởi vì khung này vẫn là khung nhôm thì nó sẽ cứng cáp hơn là điều dễ hiểu mà thôi. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím 78% và ở phía bên cạnh hông này này sẽ có cái đôi loa. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, loa nghe nó cũng khá là thích và anh em xem phim giải trí cái thứ thì thoải mái. Ok, còn về cái layout phím nó sẽ béo béo tròn tròn, cũng giống y hệt với Xperia 5425. Nhưng mà cái lợi thế ở trên con Xperia 5430 này so với cái phiên bản mới nhất là 5445 ấy là gì anh em biết không? 3, 2, 1. Đó chính là chiếc máy này có đèn nền bàn phím, còn 5445 thì nó không có anh em ạ. Trời ơi, không hiểu đeo họ làm cái gì. Đó, họ cắt giảm đi một cái thứ mà cực kỳ cần thiết đối với rất nhiều người.
Có thể là họ nghĩ rằng là bây giờ người dùng dùng máy hoàn toàn ở trong điều kiện có điện chăng? Nhiều anh em cày game, nhiều anh em làm đêm thì sao ạ? Nên chọn những chiếc có cái đèn nền phím thì sẽ tiện lợi hơn. Theo cá nhân mình là vậy. Còn theo các bạn, nếu như các bạn nhắm mắt lại các bạn vẫn gõ được chúng thì mình nghĩ rằng là đèn phím nó cũng chẳng quan trọng gì đâu. Đây là đèn phím 3 cấp độ và anh em sẽ ấn phím FN, F5 để anh em tăng giảm bật tắt cái đèn phím này nhá. Nó khá là tiện lợi ở cái chỗ đấy. Ok, và dĩ nhiên rồi, ở trên cái nút nguồn phía bên cạnh phải này có một cái cảm biến vân tay cực kỳ to luôn mà 5420 nó sẽ không có. Tùy cái phiên bản 5425 thì nó sẽ có đây. Còn 5430 nó sẽ có đây. 5445 thì có phiên bản có phiên bản không. Đó, nhưng cái phiên bản hiện tại trên tay mình đây. Nếu như bạn nào thích vân tay thì quất ngay cái phiên bản Intel Core i7 này. Lát nữa cấu hình thì mình sẽ sâu chi tiết. Còn ở phía chiếu nghỉ tay này thì nó cũng khá là vừa vặn, giống như những cái phiên bản trước thôi. Với kích thước màn hình 14 inch thì khi mà mình để máy như thế này ấy, đó, mình sử dụng, mình để tay như vậy thì cảm giác nó khá là thoải mái, nó không quá bé như những cái dòng màn hình 12.5 inch hay là 13 inch mà mình từng sử dụng. Và cá nhân mình đã sử dụng rất nhiều những cái phiên bản màn hình 13 inch thì nó sẽ hơi bé cái chiếu nghỉ tay này một chút. Tuy nhiên nhá, cái touchpad của nó vẫn khá là rộng rãi này, anh em có thể thấy này. Touchpad này nó rơi vào tầm 5 inch và đây, nhà sản xuất họ bảo là touchpad của Precision. Ui, thì thực sự là touchpad của Precision thì không có gì để chê nữa rồi. Nó được tích hợp ở trên những chiếc XPS này, Experience này, có một vài chiếc Experience và chiếc này có này. Và một vài chiếc Precision ở cái thời điểm 2017-18 trở lại đây ấy. Còn những chiếc như là 7530 cái thứ thì mình vẫn cảm thấy nó chưa thực sự mượt lắm. Nhưng mà từ năm 2017-18 đến nay thì cái Dell Precision, cái driver của cái touchpad này nó cực kỳ mượt. Và những thao tác zoom in zoom out nó cũng mượt mà hơn rất nhiều so với những chiếc laptop phổ thông khác. Còn ở đây thì là những cái thông tin của máy, như là thông tin về màn hình này, 2.5K này, webcam Full HD này, hay là wireless, bluetooth các thứ. Đó, những cái thông tin phụ thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái màn hình này nhá. Màn hình này là có tỷ lệ 16:10, độ chuẩn màu là 100% sRGB và chúng ta sẽ có độ sáng là 300 nit. Đó là những thông số cơ bản. Còn về cái chất lượng hiển thị thì ok, đợi mình xíu để mình tăng full độ sáng lên. Đây, bây giờ mới là full độ sáng này. Đó, thì độ sáng 300 nit các bạn sử dụng thoải mái ở những cái môi trường thừa sáng, môi trường thiếu sáng không nói nhé. Môi trường thừa sáng thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy rõ cái nội dung ở trong này. Và đây là màn hình IPS các bạn nhé. Nhìn ở mọi góc độ thì nó vẫn sắc nét và chuẩn màu. Độ chuẩn màu 100% sRGB thì các bạn thoải mái sử dụng những ứng dụng thiết kế đồ họa văn phòng, hay là các bạn sử dụng để xem phim nó cũng sẽ sống động hơn, nó sẽ đẹp mắt hơn khá nhiều so với những tấm nền có độ chuẩn màu là 62%, 65% sRGB. Còn về những cái đường viền thiết kế ở cái màn hình này thì đây sẽ là khung nhựa chắc chắn rồi. Gần như 99% là cái khung này sẽ là khung nhựa mà thôi. Nhưng nó sẽ được thiết kế lồi lên một chút để khi mà các bạn gập máy lại, nó sẽ kê cái màn hình này cách biệt khỏi cái thân máy để tránh cái hiện tượng hằn phím lên màn hình nó xảy ra. Ở trên này thì có webcam 1080p và có gạt khóa cam, micro giảm thoại, micro chống ồn sẽ được đặt ở đây hết. Đó, đầy đủ tất cả những thứ mà các bạn học tập hay là anh chị làm việc văn phòng cần đã có ở trên chiếc máy này rồi. Và cuối cùng đó chính là về cấu hình cũng như là khả năng nâng cấp của máy. Thì ở trên tay mình đây đang là cái phiên bản Intel Core i7-1360P với dung lượng RAM là 16GB, ổ cứng là SSD 512GB. Về khả năng nâng cấp thì sao? Khả năng nâng cấp chúng ta có thể nâng cấp được là ổ cứng, còn RAM thì như là cái phiên bản này đã được hàn chip rồi. Đó, thì chúng ta sẽ chỉ có 16GB RAM và ổ cứng SSD tối đa là 2TB, tháo rời và nâng cấp thoải mái để các bạn sử dụng. Thì cái hiệu năng của con chip Intel Core i7-1360P thì nó sẽ khá là mạnh nếu như các bạn chỉ làm văn phòng cơ bản hay là sử dụng ứng dụng đồ họa 2D mà thôi. Nhưng nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này để chơi game, nó sẽ nóng đấy. Nó sẽ nóng hơn bình thường, nhưng nó vẫn có thể chơi được một vài tựa game như là Valorant này, Liên minh huyền thoại này, hay là đế chế các thứ, Roblox các kiểu. Máy vẫn có thể chơi tốt. Bởi vì ở trên chiếc máy này chúng ta có công nghệ Iris Gear Graphics. Còn Iris Gear Graphics thì mình cũng đã test hiệu năng của nó khá là nhiều rồi. Ở trên cái phiên bản là Acer Astra 5, cái phiên bản đó thì mình cũng đã test thử cho anh em xem rồi. Anh em nếu như muốn xem cụ thể thì có thể click vào trong kênh mình để tìm video Acer Astra 5 test game nhé.
Cái phiên bản Inspiron 5430 này thì sẽ có hai cấu hình. Cấu hình thứ nhất là Intel Core i5-1340P. Cấu hình thứ hai là trên tay mình đây, i7. Tùy các bạn lựa chọn thôi, nếu như muốn tiết kiệm tài chính và cái hiệu năng của nó thì vẫn như thế nhé. Nó không chênh lệch quá nhiều đâu. Nhưng nếu như các bạn làm đồ họa nhiều thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái phiên bản Intel Core i7. Còn nếu chỉ đơn giản phục vụ nhu cầu văn phòng thôi thì Intel Core i5 nó đã đáp ứng cực kỳ tốt rồi. Intel thế hệ thứ 13 mà, với Iris Gear Graphics nữa thì nhiều nhân nhiều luồng. Vậy nên là các bạn mở nhiều ứng dụng cùng một lúc hay là một ứng dụng nhiều tab chẳng hạn thì máy vẫn có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu đó của các bạn. Đó là tất cả những gì có trên chiếc Inspiron 5430. Một cái phiên bản có cả i5, có cả i7, có cả vân tay một chạm, có cả màn hình 2.5K và độ chuẩn 100% sRGB, có luôn đèn nền bàn phím, có luôn vỏ nhôm, thiết kế đẹp mà giá thì chỉ hơn 17 củ cho cái phiên bản là Intel Core i7 mà thôi. Còn phiên bản Intel Core i5 còn rẻ hơn nữa, anh em có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả và ghim comment để tham khảo sản phẩm này nhé. Và đừng quên là nếu như anh em mua máy ở trong cái video này của mình ấy thì sẽ được giảm trực tiếp 200k tại laptop Thịnh Vượng. Anh em chớp deal ngay nhé. Anh em 2K6 thôi. Còn nếu như anh em đang có bất kỳ ý kiến gì về con máy này hoặc là muốn tham khảo bất kỳ con máy nào khác thì anh em cứ để lại ý kiến phía dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.